Bản tin sáng ngày 2 tháng 11 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, ghi nhận 316 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 182 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng. So với ngày trước, tổng số ca nhiễm giảm 66 ca, nhưng số ca cộng đồng tăng 15 ca. Cụ thể, có 77 trường hợp tại thành phố Bạc Liêu phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Các trường hợp mới được phát hiện ở phường 5, 65 ca, phường 7, 2, phường 8 4, phường 2 1, phường 1 5. 69 trường hợp tại thị xã Gia Rai phát hiện qua truy vết các trường hợp có liên quan đến chuỗi lây nhiễm của công ty Tấn Khởi, công ty Châu Bá Thảo và tầm soát cộng đồng hiện đang điều tra truy vết. 34 trường hợp phát hiện tại huyện Hòa Bình, 26 ca Đông Hải 7 và Phước Long 1 ca đều phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Ngoài ra còn có 2 trường hợp phát hiện tại khu sàng lọc bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ, thường trú tại huyện Đông Hải. 63 trường hợp ghi nhận tại các khu cách ly tập trung, trong đó có 21 trường hợp tại thị xã Giá Rai liên quan đến công ty Tấn Khởi, công ty Châu Bá Thảo và các trường hợp liên quan đến các ca bệnh cộng đồng trước đó. 12 trường hợp tại huyện Hòa Bình, 6 trường hợp tại huyện Phước Long, 5 trường hợp tại huyện Đông Hải, 4 trường hợp tại huyện Hồng Dân, 11 trường hợp tại thành phố Bạc Liêu. 4 trường hợp trong khu cách ly tập trung bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, tất cả đều liên quan đến bệnh nhân dương tính trước đó. 61 trường hợp ghi nhận tại các khu phong tỏa của huyện Hồng Dân, 25 trường hợp, huyện Đông Hải, 19 trường hợp, huyện Dĩnh Lợi, hai trường hợp. Khu phong tỏa bệnh viện đa khoa bạc liêu 15 trường hợp và 10 trường hợp về từ các tỉnh thành phố được ghi nhận tại khu cách ly tập trung huyện Phước Long. Trong 316 trường hợp trên có 77 trường hợp dưới 18 tuổi. Ban chỉ đạo cũng cho biết trong ngày 1 tháng 11 đã có thêm 106 bệnh nhân covid-19 xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện đến nay là 1.286 người. Hiện còn 2.622 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Trong ngày 1 tháng 11 ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong.